Good uh, morning cả nhà um, Hôm nay Huy làm một cái video để chia sẻ về cái Creative K3 Plus của... Uh, không, Sound Blaster K3 Plus của Creative <laughs> um, Mình không chuẩn bị gì hết Tại vì mình làm tới đâu mình hướng dẫn tới đó để mà nó rõ ràng hơn Thì uh, cái trước tiên là mình tìm hình Tìm hình của K3 Plus Sound plus, K3 cộng đây đây là cái hình của cái song blaster k 3 cộng ok thì um, như các anh các chị mà đang xài đến nó thì cũng biết là hai cái lỗ ở đây là hai cái đường uh, xlr uh, 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 đường microphone Đường này thì gắn một cái instrument vào như keyboard hay guitar. Hai đường này là hai cái đường tai nghe, đường headset <laughs> cộng 6.5 hết. Còn ở đây là 6.5 hay là XLR nha. Um, những cái nút này như cái song bọt này không xài đến là tại vì những cái này là những cái effect là cười vui đùa giỡn này nọ thôi cho nên cũng không xài đến nếu mà ai mà xài những cái condense microphone thì nên mở cái phantom 48 v là cái nút đỏ này cái sound bột này tắt không xài cái phantom này để mở nếu mà xài uh, mic condense um, nói cái đơn giản giống như mấy cái mic studio mấy cái mic cần điện 48 vôi vậy okay. um, còn cái sound uh, mình không nhớ nó là cái này gọi là cái gì hình như là cái smart voice hay là cái gì đó <laughs> hay là voice over cũng nên tắt đi uh, nói chung là hai cái nút vàng này không mở nha yeah, hai cái nút vàng không mở cái này là âm thanh của đường nhạc đi vào <laughs> Cái này là âm thanh của đường uh, livestream mình đi ra Hai cái này là âm thanh của cái headset của headphone Còn hai cái này là âm thanh uh, của hai cái microphone Hai cái này là bass, chép Ờ, uh, uh, một bên là bass, một bên là chép okay. Lúc mà ca hát thì mình cần monitoring okay, Để mình nghe được Với lại effect thì mình phải mở hết bốn nút này ok còn ở trên này để minor hay major gì cũng được tại vì thật sự mà mình không mà nói mình không có xài đi cái auto tune nha yeah. ok ở đằng trước thì cái nhà mình mới nãy đã thấy rồi nha đây cũng là ở đằng trước của y chang thường mà để ca hát để thu âm mà hay những người biết hát á, thì cái auto tune này mình không xài đến cái nút auto tune này đây cái nút bên này mình không xài đến mình mở ở đây số 7 ok mình vẫn ở đây số 7 mình để im tại vì số 7 nó có nó có reverb và nó có echo cái echo á ok nó có delay cho nên mình xài số 7 là thấy ok rồi nhưng mà cho những người hát yếu cho những người hát yếu thì các bạn bấm nhẹ một cái lên nữa lúc mà các bạn chọn số 7 xong bấm nhẹ một cái lên và giữ nó sau đó vặn cái nút uh, auto tune này lên số 5, số 6, số 7, số 8 này nọ vân vân và vân vân để mà mình thêm tí tiếng delay để hát cho nhẹ hơn nữa nha yeah. nhớ giữ cái nút này nhẹ vặn cái nút này nhưng mà giữ xong là phải vặn ngay nha tại vì nếu mà các bạn giữ cái nút cái nút cái nút, cái nút effect này mà lâu quá đó reverb hall này nọ mà lâu quá đó nó sẽ reset trở lại từ đầu thì cũng nhờ cái chức năng đó cho nên các bạn cũng không ngại làm sai cái gì hết tại vì mình chỉ cần giữ cái này bảy 8 giây thôi là nó nó reset lại hết tất cả lại từ đầu luôn ok um, cho nên mình cái volume này thì nó không bị reset nhưng mà cái effect này nọ thì cho nên mình có đụng chúng này nọ mình cũng giữ nó rồi sau đó mình vặn nó số 7 ở đây mình lặn số 2, số 3, số 4, số 5 tùy theo cái mà mình làm thật sự mà nói trước khi livestream mất chỉ có um, mất chỉ có nếu mà tính ra khoảng 10 giây không tới Okay, để mà mình chuẩn bị okay. Đó như ở đây có thể thấy rõ hơn nè okay. Nhớ ở đây để số 7 Bên này để số 7 Bên này mình vặn được Giữ cái nút to Vặn cái nút nhỏ Để mà chọn cái Effect okay. Còn ở đây nó mà bị nhảy số 6, số 5 thì Các bạn cứ vặn lên số 7 lại Không cần phải giữ cái nút nhỏ Rồi ở đây các bạn lại tăng số 1 cho tới số 9 có nghĩa là nếu mà tính ra nó có chín cái effect và chín cái đường để mà tăng lên thì nó là có 99 cái effect ok rồi bây giờ để mình tìm đằng sau cái cái sound card đây đây là đằng sau cái sound card ở đằng trước thì mình đã hướng dẫn xong hết rồi nha bây giờ đằng sau cái sound card thì rất là đơn giản cái sợ um, trrs mà nó có ba cháu gửi kèm theo một cái sợi dây màu đen thì các bạn gắn từ cái mobile in đi vào cái điện thoại của các bạn ok nếu mà cái điện thoại còn có cái cháu gắn headphone này nọ như hồi xưa còn nếu không phải qua một cái adapter là từ đây ok um, cái đường out này là cho ra âm ly, ra loa mình không có xài đến nhưng mà cái đường in này các bạn có thể gắn laptop vào đây, gắn ipad vào đây hay là gắn một cái iphone khác hay là cái cái điện thoại nào khác vào đây. Bên này các bạn livestream và bên này các bạn lấy nhạc của youtube để mà ca hát. Cái đường usb này các bạn có thể dùng cái đồ sạc pin điện thoại để mà các bạn gắn vào để cho nó lên điện. Chỉ cần nó ăn điện là tại vì cái mic nhiều khi mic phantom, mic condenser các bạn cần phantom cần điện ở đây mà đúng không? Không thôi lấy đâu nó có điện. Đó, thì Hy vọng là cái video này đã giúp được các bạn có thể chỉnh sửa Còn nếu mà ai mà xài nhiều microphone, nhiều âm thanh hơn nữa Thì nó dĩ nhiên nó có cách khác, phải đi qua nhiều đường khác nữa Nhưng mà nếu mà đã xài nhiều microphone mà tất cả mọi người để mà ngắm vô cái điện thoại di động Thì mình thấy vô lý quá <laughs> Để đọc text chat này nọ, mình thấy vô lý quá Thì thà chơi luôn cái màn hình to, chơi luôn computer, chơi luôn uh, uh, laptop Ok, cái video này mình chia sẻ về cái K3 là xong rồi nha um, Ai có thắc mắc gì cứ uh, viết xuống dưới, comment ở dưới Rồi um, chừng nào Huy rảnh Huy sẽ giải thích sau Ok, còn uh, hiện tại bây giờ cũng đang hơi bận tí Mình uh, xin chào cả nhà nha